Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dự lễ khánh thành Viện Bảo tàng Quốc gia tưởng niệm biến cố 11 tháng 9 ở New York, trước khi địa điểm này mở cửa cho công chúng tham quan vào tuần sau. Bảo tàng này thuộc lại sự kinh hoàng của vụ tấn công khủng bố ở Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi những phần tử khủng bố của Al-Qaeda dùng phi cơ chở khách mà họ cướp để đâm vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Được xây dựng với kinh phí 700 triệu đô la, viện bảo tàng hầu như hoàn toàn ở dưới mặt đất, sâu xuống nền móng, nơi mà những cột thép chống đỡ Trung tâm Thương mại Thế giới từng được cắm. Vụ tấn công khủng bố năm 2001 giết chết gần 3.000 người.